Nga càn quét 11 mặt trận, Ukraine tuyên bố không ngừng bắn. Ông Zelensky trình bày kế hoạch chiến thắng với các đồng minh châu Âu. Nga tiết lộ 5 tăng cường hạt nhân sẽ sớm họp tại New York. Mỹ ước tính thương vong lớn của Nga Ukraina trong cuộc chiến tiêu hao. Nga càn quét 11 mặt trận, theo thông tin từ Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine, tổng cộng đã có 149 cuộc giao tranh xảy ra trên 11 mặt trận trong ngày qua, chủ yếu ở mặt trận Podov và Kudakovi. Trên mặt trận Podov, quân phòng thủ Ukraine đã đẩy lùi 25 cuộc tấn công của Nga. Quân Nga đã cố gắng tiến gần Sukhabaka. Quân Nga tập trung nỗ lực chính của họ xung quanh, nơi xảy ra 13 cuộc đụng độ, họ cũng ném bom, thả hơn một chục quả bom dẫn đường từ trên không. Nga càn quét 11 mặt trận, trên mặt trận Kudakovi, lực lượng phòng thủ của Ukraine tiếp tục ngăn chặn quân Nga. Quân Nga đã cố gắng đột phá qua các tuyến phòng thủ của Ukraine gần các khu định cư và Antonika 31 lần. Quân đội Nga vẫn duy trì sự hiện diện quân sự tại biên giới với tỉnh Chernihiv, tiến hành các hoạt động trinh sát và pháo kích. Lực lượng phòng thủ Ukraine tiếp tục hoạt động trên mặt trận Kursk, nơi họ tiến hành 11 cuộc không kích, sử dụng 22 quả bom dẫn đường. Trong ngày qua, không quân Ukraine và các đơn vị lực lượng tên lửa và pháo binh đã tấn công các khu vực tập trung quân nhân vũ khí và thiết bị của Nga 14 lần. Họ cũng tấn công một sở chỉ huy, 6 hệ thống phòng không và một hệ thống pháo binh. Ngoài ra, Nga đã phóng 62 UAV tấn công và 8 tên lửa vào Ukraine vào đêm mùng 9 mùng 10 tháng 10. Phòng không Ukraine đã bắn hạ 41 mục tiêu trên không. 14 máy bay không người lái khác biến mất khỏi radar, có thể là do các hoạt động tác chiến điện tử đang diễn ra ukraine tuyên bố không ngừng bắn ông litvin cố vấn truyền thông của tổng thống ukraine mới đây nói rằng nước này chưa sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn dọc theo đường danh giới hiện tại để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ phương tây chúng tôi có một công thức hòa bình làm rõ quan điểm của ukraine về hòa bình công bằng đây là cơ sở cho các cuộc đàm phán đang diễn ra về việc củng cố vị thế của ukraine kế hoạch chiến thắng sẽ được trình lên anh pháp ý và đức trong vài ngày tới là một công cụ để thúc đẩy tình hình hướng tới thực hiện công thức hòa bình ông litvin trả lời khi được hỏi liệu báo cáo của ý về vấn đề này có đúng hay không trong khi đó, người phát ngôn điện của Kremlin Peskov cho biết vào đầu ngày 10 tháng 10 rằng Nga chưa nhận được bất kỳ tín hiệu nào liên quan đến thiện chí tuyên bố ngừng bắn của Ukraine và không có động thái nào được đối phương thực hiện về vấn đề này. Chiến sự Nga-Ukraine nổ ra từ tháng 2 năm 2022, nhiều đề xuất hòa bình đã được bên đưa ra nhưng vẫn chưa đạt được kết quả như mong muốn do khác biệt quá lớn về điều kiện hòa đàm, Nga đã nhiều lần chỉ trích cái gọi là công thức hòa bình của Ukraine, một danh sách gồm 10 điểm mà Moscow đã bác bỏ vì cho là ảo tưởng. Nga nhấn mạnh sự cần thiết phải xem xét trên thực tế và trên thực địa. Cách đây không lâu, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa ra các điều kiện để giải quyết xung đột ở Ukraine, bao gồm việc Ukraine rút quân khỏi Donbass và từ bỏ kế hoạch gia nhập NATO. Moscow cũng yêu cầu tất cả các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga phải được dỡ bỏ và quy chế khi phối và phi hạt nhân của Ukraine phải được đảm bảo. Tổng thống Ukraine Zelensky thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine với lãnh đạo các nước đồng minh trong chuyến công du châu Âu. Ngày 10 tháng 10, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky thảo luận về kế hoạch chiến thắng của Ukraine với lãnh đạo các nước tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Pháp Macron, ông Zelensky nói rằng cuộc chiến với Nga đang ở thời điểm quan trọng khi bầu cử Mỹ chỉ còn chưa đầy một tháng và Moscow đang tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Ukraine khi mùa đông sắp đến. Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây hỗ trợ thêm để thay đổi tình thế trên chiến trường. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình về Ukraine tiếp theo diễn ra vào tháng 11. Kế hoạch chiến thắng sẽ được đưa ra thảo luận vào đầu tháng 11. Kế hoạch sẽ được đưa ra với đầy đủ chi tiết, ông Zelensky nói. Ông Zelensky không nêu chi tiết kế hoạch chiến thắng nhưng bác bỏ mọi cuộc thảo luận về lệnh ngừng bắn. Trước đó cùng ngày, ông Zelensky đã hội đàm với Tổng thư ký NATO Rutte và Thủ tướng Anh Starmer Ngoài kế hoạch chiến thắng, các nhà lãnh đạo cũng thảo luận về khả năng Ukraine được phép sử dụng tên lửa tầm xa của phương Tây viện trợ để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Chúng tôi đã thảo luận về vấn đề tên lửa tầm xa, nhưng cuối cùng thì quyết định vẫn phụ thuộc vào từng đồng minh, ông Rutte nói sau cuộc hội đàm. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết London không có thay đổi nào trong lập trường về vấn đề tên lửa tầm xa. Anh và Mỹ đến nay vẫn không đồng ý để Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa của hai nước tấn công lãnh thổ Nga. Đêm 10 tháng 10, Tổng thống Zelensky có cuộc gặp Thủ tướng Ý Meloni. Bà Meloni nói sau cuộc hội đàm rằng Ý quyết tâm giúp đỡ Ukraine đến cùng. Mục đích của chúng tôi là đưa Ukraine vào điều kiện tốt nhất có thể để thiết lập một bàn đàm phán hòa bình, chứ không phải là đàm phán đầu hàng. Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ đến Berlin để gặp Thủ tướng Đức trong ngày 11 tháng 10. Ngày 10 tháng 10, Thứ trưởng Ngoại giao nga Ryakov thông báo năm quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới sẽ tổ chức một cuộc họp tại New York, Mỹ vào cuối tháng 10. Nhóm năm cường quốc hạt nhân, bao gồm các thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Nga, Trung Quốc, Mỹ, Anh và Pháp, còn gọi là P5, là một diễn đàn không chính thức. Theo ông Radikov, vai trò chủ tịch luân phiên của nhóm sẽ sớm chuyển từ Nga sang Trung Quốc. Chúng tôi chúc Trung Quốc thành công trong giai đoạn đầy thách thức này. Họ có thể tin tưởng vào sự hỗ trợ của chúng tôi và hy vọng ba quốc gia phương Tây trong nhóm sẽ có cách tiếp cận tích cực hơn. Cuộc họp dự kiến sẽ diễn ra trong hai tuần tới bên lề phiên họp của Ủy ban Thứ nhất tại Hội đồng Liên Hợp Quốc, cơ quan phụ trách giải trừ quân bị và các vấn đề an ninh quốc tế. Ông Riakoz cũng cho biết cuộc họp này sẽ giúp làm rõ thêm về kế hoạch của Trung Quốc khi đảm nhận vai trò chủ tịch. Cuộc gặp gỡ lần này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh căng thẳng hạt nhân giữa Nga và phương Tây gia tăng kể từ khi xung đột tại Ukraine nổ ra. Tháng 9, tổng thống Nga và Vladimir Putin đã công bố những điều chỉnh trong học thuyết hạt nhân của Moscow, mở rộng các tình huống mà nước này có thể sử dụng vũ khí hạt nhân tháng 1 năm 2022, chỉ vài tuần trước khi Nga tiến quân vào Ukraine, năm quốc gia hạt nhân đã ra một tuyên bố chung nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu là tránh chiến tranh giữa các cường quốc hạt nhân và giảm thiểu nguy cơ chiến lược. Trong tuyên bố, nhóm P5 khẳng định, không thể có người chiến thắng trong chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hạt nhân không bao giờ được phép xảy ra. Cuộc họp gần đây nhất của nhóm diễn ra vào tháng 7 tại Geneva, Thụy Sĩ, nhằm chuẩn bị cho hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân, dự kiến tổ chức vào năm 2026. Đây cũng là lần cuối cùng Nga đảm nhận vai trò chủ trì trước khi Trung Quốc tiếp quản điều phối các vòng đàm phán tiếp theo. Đại diện Lầu Năm Góc nói rằng Nga đã trải qua tháng 9 với thiệt hại lớn khi chiến đấu ở chiến trường Ukraine. Các quan chức Mỹ nói rằng tháng 9 là tháng Nga phải chịu thiệt hại lớn ở Ukraine, với các cuộc tấn công ở Donbass khiến số người thiệt mạng và thương vong của phía Moscow tăng lên 600.000 kể từ khi chiến sự nổ ra đầu năm 2022. Giới chức Mỹ cho rằng số thương vong cao của Nga là do cuộc chiến tranh tiêu hao dai dẳng, trong đó mỗi bên đều cố gắng làm kiệt sức bên kia bằng cách gây ra tổn thất tối đa với hy vọng phá vỡ khả năng và ý chí tiếp tục của đối phương. Theo phía Mỹ, quân đội Nga đã đạt được những bước tiến ổn định và gia tăng trong những tháng gần đây ở khu vực Donbass ở miền đông Ukraine. Một quan chức lầu năm góc nhận định Nga sẽ tiếp tục duy trì lối tấn công như thế này trong cuộc chiến tiêu hao và Ukraine cũng sẽ đối mặt với tổn thất lớn trong thời gian tới. Theo đánh giá từ phía Mỹ, thương vong của Nga trong cuộc chiến cho đến nay là 615.000, gồm 115.000 người Nga thiệt mạng và 500.000 người bị thương. Trong khi Ukraine ít khi công bố về số lượng thương vong, nhưng theo ước tính của Mỹ, phía Kiev có 57.500 người chết và 250.000 người bị thương. Quan chức Mỹ không nêu rõ thương vong của Nga trong tháng 9 nhưng nói rằng đây là tháng mà Moscow chịu thiệt hại lớn nhất sau gần 3 năm xung đột nổ ra. Các nhà phân tích quân sự Mỹ và Anh ước tính thương vong của Nga trung bình hơn 1.200 người một ngày. Bất chấp những tổn thất, Nga vẫn tuyển dụng 25.000-30.000 tân binh mỗi tháng, gần bằng số lượng binh sĩ rời khỏi chiến trường, các quan chức Mỹ cho biết. Điều đó cho phép Nga tiếp tục từng đợt quân đến các tuyến phòng thủ của Ukraine để áp đảo và phá vỡ các chiến hảo. Theo phía Mỹ, Nga đã đưa ra các khoản tiền thưởng lớn và các khoản tăng lương khác để thu hút những người lính tình nguyện nhập ngũ. Theo phía Mỹ, Nga từng chứng kiến thương vong tăng mạnh vào thời điểm mà họ tấn công vào các thành trì quan trọng của Ukraine ở Adika năm 2024 và Bakhmut năm 2023. Trong tháng 9, Nga đối mặt với việc đẩy lùi Ukraine ở Kursk, mặt khác liên tiếp giành thêm lãnh thổ ở Donetsk trong những ngày qua, đẩy Ukraine vào thế khó cả Nga và Ukraine chưa bình luận về con số mà quan chức Mỹ ước tính. Giới chuyên gia phương Tây nhận định Ukraine đang sử dụng chiến thuật ở mặt trận miền Đông nhằm bào mòn tiềm lực áp đảo của Nga. Theo đó, Ukraine sẽ tiến hành rút lui với tốc độ chậm khỏi các khu vực, duy trì phòng thủ mạnh mẽ nhằm câu giờ để Nga phải tốn lượng lớn vũ khí, nguồn lực nhằm giành lấy lãnh thổ. Theo giới quan sát phương Tây, chiến thuật này có thể khiến Nga bị kiệt quệ nguồn lực khi họ phải tấn công dữ dội và kéo dài vào một mục tiêu liên tục trong nhiều tháng. Trong chiến đấu, phía tấn công luôn phải đảm bảo có nguồn lực gấp 3 lần phía phòng thủ để đảm bảo giành ưu thế. Vì vậy, New York cho rằng việc Ukraine kiên cố phòng thủ rút lui chậm đang khiến Nga bị bao mòn nguồn lực. Đến đây, thời lượng của bản tin cũng đã kết thúc. Mời quý vị ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!